10 lời dạy của cổ nhân sau hàng ngàn năm vẫn có thể giúp chúng ta hưởng lợi cả đời. Kính thưa quý vị và các bạn, trí tuệ cổ nhân quan sát và ứng đối nhanh nhạy sâu sắc đối với cuộc sống, khiến người đời sau vô cùng khâm phục. Có những câu nói rất thông tục, dễ hiểu, không có nét yêu nhã của thơ ca, từ phú, tuy ngôn ngữ đơn giản nhưng lại giảng thuật đạo lý to lớn, dễ được mọi người tiếp nhận và lý giải. Hãy xem những lời răn dạy nhắn nhủ sau đây. Nó chứa đựng những gì mà sau cả ngàn năm, con người chúng ta bây giờ vẫn có thể được hưởng lợi. Lời dạy thứ nhất: nước chảy bất phần trước sau. Lão Tử từng nói: thượng thiên nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Ý là nước là tốt nhất. Nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành. Đặc tính của nước là tồn tại vì vạn vật, không tranh giành cao thấp, cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân. Bởi vì không tranh giành nên nó không có oán hận âu lo. Không tranh giành trước sau không phải là không nỗ lực sống buông thả, mà là tôn trọng quy luật thế gian, không phá vỡ sự cân bằng, không vì mối lợi nhỏ mà mất mối lợi lớn, đánh mất chính mình. Xử sự không cầu nhanh mà cần bước đi vững chắc, giống như dòng nước vậy. Nước tự động chảy, không tranh giành trước sau, cóp nhặt từng giọt. Chỉ cần thời cơ tới là phát huy năng lượng, đến lúc đó còn có ai quan tâm trước sau. Lời dạy thứ hai: người ham muốn nhiều, cơ hội thường ít. Một người khi có quá nhiều ham muốn sẽ thiếu hụt trí huệ, sự nhạy bén. Và khi con người tham tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, đó chính là lúc cuộc đời bắt đầu bị hủy hoại. Người không thể kiềm chế bản thân, không phù hợp để nói chuyện nhân sinh. Người không coi trọng sự nghiệp và tu dưỡng, không biết tiết chế ham muốn, đều dễ rơi vào những cạm bẫy đáng sợ của cuộc đời. Lời dạy thứ ba: người quân tử tự biết và nắm giữ vận mệnh của mình, không xem mệnh. Vạn sự vạn vật đều có thời, vận, thế. Thời nghĩa là thời cơ, vận chính là tổng hòa của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thế là sự khác biệt về khả năng tiềm ẩn giữa mỗi người. Khác biệt càng lớn, năng lượng càng mạnh. Ba khái niệm này kết hợp với nhau, gọi chung là mệnh. Một người trên đời cần phải hiểu thế nào là lập thân xử thế, tiếp đến cần hiểu thiên mệnh. Với kinh nghiệm sống, người ta có khả năng nhận thức được cách thức vận hành của tự nhiên, trời đất, tự khắc thuận theo ý trời, tôn trọng vận mệnh mà không cần tính toán. Lời dạy thứ tư: người tính không bằng trời tính. Mỗi người đều có những tính toán riêng, tính toán lợi ích bản thân của người khác. Nhưng tính nghìn tính, vạn tính vẫn không bằng trời tính. Tính qua tính lại vẫn là cho bản thân mình. Còn trời tính thì tính gì? Trời tính phúc, trời tính đức của mỗi người. Trời đất vô tư lấy đức làm nền tảng. Tích bao nhiêu đức thì phúc theo đó mà được cải thiện bấy nhiêu. Người lương thiện, người khác có thể ức hiếp, nhưng trời thì không làm khó. Người ác, người khác có thể sợ, nhưng trời không sợ. Người có lòng từ bi, trời ắt bảo vệ. Người trung hậu, phúc ắt tề thiên. Lời dạy thứ năm: không nên quá xem trọng nhân tình thế thái. Tùy vào tình hình thế sự mà thái độ con người có thể biến chuyển khác nhau. Phục tùng theo người có quyền thế là lẽ thường tình. Do vậy, cũng nên xem nhẹ sự thay đổi của lòng người. Khi mọi việc không như ý, cảm thấy lạc lõng, không nên cảm thấy bị khinh thường. Khi mọi chuyện thuận lợi, được tán dương cũng không nên đắc ý, kiêu căng, tự đại. Lời dạy thứ sáu: cây cao sớm bị chặt, giếng ngọt dễ cạn trước. Người ta thường chặt những cây cao sừng sững trước, cũng như giếng ngọt sẽ sớm cạn khô. Tâm lý không thấy ai tốt là biểu hiện của sự đố kỵ, cũng là hiện tượng phổ biến trong xã hội từ xưa đến nay. Vì thế, có tài năng là một chuyện tốt, nhưng cũng không nên bộc lộ hết ra ngoài. Bởi vì đề cao bản thân, coi thường người khác, không những thể hiện sự nông cạn mà còn có thể rước họa vào thân. Lời dạy thứ bảy: dĩ hòa vi quý, một điều nhịn chín điều lành. Những người có tâm thái bình thản, xử sự ôn hòa thường là người có phúc. Ngược lại, những người cố chấp, ngang bướng, nóng nảy luôn gặp phải điều không thuận lợi, thậm chí gây ra hoạn nạn. Những người như vậy, cho dù tài hoa phi phàm cũng không thể bám trụ lâu dài chỉ vì miệng lưỡi nóng nảy. Lời dạy thứ 8: quảng sự đa nghi đi và vui sống.
Căn nguyên của sự thị phi nằm ở sự đa nghi của con người. Chính điều này gây trở ngại cho mối quan hệ giữa người và người. Những người cả ngày bận rộn, luôn chân luôn tay mới cảm nhận được hạnh phúc. Khi lòng nhẹ nhàng thanh thản, cũng chỉ có những người tĩnh lặng, an yên mới nhìn ra được tai họa ẩn giấu sau sự hoài nghi. Lời dạy thứ 9: Hư không xa rời thực. Đời người như giấc mơ, giấc mơ như đời người. Thượng đế phân chia ngày và đêm, hàm ý cho con người nửa sống trong hiện tại, nửa trong mơ. Lời dạy thứ 10: Hai năm học nói, cả đời học im lặng. Cổ nhân từng nói, nhiều lời là căn bệnh đầu tiên trên thế giới. Im lặng là vàng. Nói càng nhiều, khoảng cách càng xa, mâu thuẫn càng lớn. Nhưng đại đa số con người khi giao tiếp luôn nóng vội thể hiện bản thân, có gì nói đấy mà không suy nghĩ tới cảm nhận của đối phương. Người xưa cho rằng, người có tài không nằm ở những lời nói hoa mỹ của họ, mà ở việc họ quan sát xung quanh, lắng nghe người khác nói, tích lũy và học hỏi. Nhiều khi miệng lưỡi linh hoạt, thao thao bất tuyệt có lúc lại không phải chuyện tốt. Ngược lại, lời nói ngắn gọn, xúc tích, thậm chí im lặng ít nói mới thực sự thâm sâu.